Minh Béo xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị, là đồng nghiệp, là người thân, là bạn bè, là những vị truyền thông, là đặc biệt quý vị khán giả thân thương tri ân của Minh Béo, đã thương yêu Minh Béo, tin tưởng Minh Béo trong suốt thời gian qua. Từ khi trở về Việt Nam, Minh Béo mừng quá, cho nên không biết làm gì, suy nghĩ điều gì. Nhất là tinh thần cũng chưa được ổn định lắm, thường xuyên phải uống thuốc thần kinh, bởi vì sức khỏe bị rất là kém. Và Minh Béo phải nương nhờ cửa Phật ở trên tận núi xa. Những gì bên ngoài Minh Béo đều không biết cả. Những hình ảnh mà lúc Minh Béo trở về Việt Nam là do ý của công ty và bà Mia luật sư của Minh Béo, muốn chứng minh cho mọi người biết rằng Minh Béo đã trở về và không bị trục xuất, không bị cấm qua Mỹ, không bị ký vào danh sách tội phạm suốt đời tại Mỹ và không bị cấm đoán gì cả. Đôi lúc có thể là hiểu lầm Minh Béo. Còn những cái phát ngôn sau này từ Facebook là toàn qua sự gốc giả cả, Minh Béo không hề biết gì cả. Thưa quý vị, bà Mia không cho Minh Béo làm một cái clip xin lỗi khán giả, bởi vì bà nói rằng mình không có tội, khi nào có tội mới nhận lỗi. Mình làm xin lỗi có nghĩa là mình đã nhận tội. Bà và Minh đã từng mâu thuẫn với nhau khi Minh Béo nhận 9 tháng đi về, bởi vì theo đúng luật pháp Mỹ, nếu như mình có tội, họ không cho mình thương lượng được 9 tháng mà dứt khoát phải từ 5 năm trở lên. Minh Béo là vì thương quý vị, vì yêu đất nước Việt Nam, thương gia đình, thương sân khấu, Minh Béo đã nhận hết và trở về. Rồi ngày hôm nay, Minh Béo đã mạo phép bà xin làm cái clip này để nói lên những lời chân thành nhất gửi đến quý vị. Mong rằng quý vị sẽ hiểu được trái tim này. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Minh Béo xin kính lời xin lỗi quý vị khán giả. Trong thời gian qua đã mất rất nhiều thời gian quan tâm, lo lắng đến vụ án của Minh Béo. Minh biết quý vị thương Minh, lo lắng cho Minh, quan tâm đến Minh. Và Minh có vị trí như ngày hôm nay cũng là do sự tin yêu của thương của quý vị trong thời gian qua rất nhiều. Chính vì vậy khi xảy ra chuyện, chắc chắn là quý vị sẽ bị tổn thương rất nhiều vì lo lắng cho Minh. Kính thưa quý vị, trong thời gian ở trong tù, được mẹ và anh trai cho Minh Béo đọc kinh. Mỗi ngày Minh Béo trì chú Đại Bi, lạy mẹ Quán Thế Âm, niệm Phật A Di Đà, lạy cha Diệp của đạo Công giáo. Minh Béo đã ngộ ra một điều: đời là bể khổ, là tham sân si, và Phật pháp rất là nhiệm màu. Minh Béo đã không còn oán hận ai cả, dù biết người hại mình, nhưng bây giờ vẫn luôn luôn xem họ là những vị Bồ Tát đang thử thách mình, thử thách cuộc đời của mình. Thưa quý vị, đã có từng người nói với Minh Béo rằng nếu bỏ hai chữ từ thiện thì sẽ không còn hại sân khấu sao Minh Béo dẹp đi nữa. Nhưng mà xung quanh Minh Béo còn nhiều người khổ quá, nhiều cụ già neo đơn, những trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ, nghèo khổ, bệnh tật, tàn tật, những người nông dân chân lắm tay bụng. Nhìn những người đó Minh Béo cảm thấy xót xa và cảm thấy mình hơn họ nhiều lắm. Chính vì vậy, dù bị đẩy đến đường cùng, nhưng Minh Béo vẫn quyết tâm giữ được sân khấu sao Minh Béo, vì đây là sân khấu vừa từ thiện. Dù cho cuộc đời sau này có khốn khổ như thế nào, nhưng đối với Minh Béo, làm từ thiện bằng cái tâm. Dân lời dạy của sư phụ Thích Hiền Trân, chùa An Phú, quận 8,
Mọi vạn vật trên thế gian này đều tạm bợ, không có tuồng hát nào mà không có đến hồi kết thúc, không có sự sống nào mà không có sự chia ly. Nếu quá sợ khi chia ly sẽ đôi hàng lệ nhỏ, thì buổi tao phùng đừng có nụ cười tươi. Đời là thế, đời là bể khổ, là tham sân si. Vâng lời thầy, con xin được chịu trả nghiệp của mình đã dai kiếp trước. Và bây giờ khi đọc kinh niệm Phật, Minh Béo đã ngộ ra một điều: chỉ nhìn được thấy lỗi mình thôi, không còn nhìn lỗi được ai cả. Như vậy thanh tâm của mình sẽ an nhàn, an dương, tự tại nhiều hơn. Nhân đây, Minh Béo xin chân thành cảm ơn mẹ, anh chị hai, anh chị ba, bé Phụng, bé Phúc và bà con thân bằng quý thuộc, và những người trong gia quyến đã vì Minh mà bị liên lụy bởi những lời nặng nề chỉ trích. Và xin cảm ơn chân thành nhất đến chị Thủy, chị Thi, anh Khánh, anh Sarah ở Mỹ đã giới thiệu bà luật sư Mia giúp cho Minh mau chóng được trở về Việt Nam. Và những vị khán giả thân thương gần nhất đến xếp hàng một ngày 3-4 tiếng từ 4-5 giờ sáng để vô thăm Minh, gửi thư, gửi tiền, gửi kinh Phật, gửi hình cha gì, thì lo lắng về mạng sống của mình. Nhưng đây một chân thành thật cảm ơn, và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý vị truyền thông, các đài truyền hình trong và ngoài nước, nhất là mạng Facebook đã đưa thông tin của mình đến từng nhà từng người. Có lẽ ít có nghệ sĩ nào được yêu thương đến như vậy. Ngày hôm nay được trở về Việt Nam, Minh mừng quá. Có lẽ những hành động, những lời nói của Minh Béo giờ đây có thể là muộn màng, nhưng quý vị ơi, nếu như quý vị đặt vào hoàn cảnh của Minh, quý vị sẽ hiểu và thông cảm hơn. Một con người bị dồn đến đường cùng khổ lắm. Mình hy vọng rằng quý vị hãy thương yêu Minh Béo trong thời gian qua, đặt tình cảm nhiều ở Minh Béo, thì ngày hôm nay cho Minh Béo gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất. Béo hiểu khi quý vị đặt niềm tin vào ai đó, khi bị tổn thương chắc chắn sẽ rất là bị sốc, rất là đau khổ, rất là tức giận. Những thời gian qua, những lời an ủi động viên hay những lời chửi rủa trách mắng, Minh Béo vẫn cảm ơn tất cả. Con sẽ chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đã giúp cho Minh Béo hoàn thiện hơn, hiểu được bài học tình đời tình người nhiều hơn. Và Minh Béo vẫn xin tiếp tục cống hiến cho sân khấu hãng phim Sao Minh Béo, để sân khấu phát triển đi theo hướng mà từ đầu đã đưa ra, đó là sân khấu vì từ thiện, điện ảnh vì cộng đồng. Có lẽ một thời gian nữa Minh Béo mới trở lại với công việc của mình, nhưng mà cũng chưa biết trước được điều gì. Mình mới nghĩ rằng không biết là quý vị có còn giang tay rộng mở đón Minh Béo trở lại với con đường nghệ thuật hay không. Chưa ổn định, Minh Béo cũng không biết là lên sân khấu sẽ có còn mang được tiếng cười đến cho quý vị hay không. Thưa quý vị, những gì mà Minh Béo phát ngôn là từ tận trái lòng của mình, còn những gì mà trên Facebook nói hay có những tờ báo đưa thông
đúng sự thật thì Minh Béo xin lỗi. Minh Béo không biết, không hay, không làm. Mong rằng quý vị sẽ hiểu được Minh Béo nhiều hơn. Kính thưa quý vị, trong thời gian tới, Minh Béo sẽ tiếp tục chăm lo cho hãng phim sân khấu Sao Minh Béo với những chương trình sân khấu Phật giáo như là Pháp Tâm Dân Tộc, những chương trình cho nhà thờ, những chương trình từ thiện, chương trình cho thiếu nhi, mỗi buổi sáng phục vụ cho tất cả các em, và các chương trình của hãng phim sân khấu. Xin quý vị hãy cho Minh Béo tiếp tục trải nghiệm mình đã ra kiếp trước. Quý vị thương Minh Béo, thương sân khấu, thương anh em chị diễn viên, vì họ đã còn trụ lại đến giờ phút này là vì sân khấu Béo. Minh Béo xin chân thành cảm ơn các anh chị diễn viên nhiều lắm, và mong rằng các anh chị sẽ còn tiếp tục hợp tác. Thưa quý vị, sắp tới nếu có nơi nào có những hoàn cảnh khó khăn, những máy ấm nhà mở, những chùa, những nhà thờ cần sự trợ giúp từ sân khấu hãng phim Sao Minh Béo, cứ liên lạc trực tiếp với Minh Béo, hay các mạnh thường quân có tấm lòng hậu tâm, đồng lòng cùng với Minh, xin hãy liên lạc trực tiếp với Minh để chúng ta cùng nhau san sẻ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Thưa quý vị, trong thời gian qua, coi như Minh Béo đã trải nghiệm được kiếp trước mình đã dai. Và xin quý vị một điều, quý vị hãy cho gia đình của Minh Béo một cuộc sống yên lành như bao gia đình khác. Xin quý vị giúp cho Minh Béo chia sẻ clip này đến người người nhà nhà ở khắp nơi trên toàn thế giới, để mọi người hiểu được nỗi lòng của Minh Béo. Cho đi là sẽ được nhận. Mong rằng quý vị khán giả vẫn còn tiếp tục thương yêu hãng phim sân khấu Sao Minh Béo nhiều, và cho Minh Béo cơ hội được gặp lại quý vị và cống hiến cho quý vị những tác phẩm hay hơn, góp nhặt tiếng cười cho đời. Chúc quý vị, nhà nhà, người người, mọi gia đình được an khang, thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Minh Béo xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị, là đồng nghiệp, là người thân, là bạn bè, là những vị truyền thông, là đặc biệt quý vị khán giả thân thương tri ân của Minh Béo, đã thương yêu Minh Béo, tin tưởng Minh Béo trong suốt thời gian qua. Từ khi trở về Việt Nam, Minh Béo mừng quá, cho nên không biết làm gì, suy nghĩ điều gì. Nhất là tinh thần cũng chưa được ổn định lắm, thường xuyên phải uống thuốc thần kinh bởi vì sức khỏe rất là kém. Và Minh Béo phải nương nhờ cửa Phật ở trên tận núi xa. Những gì bên ngoài Minh Béo đều không biết cả. Những hình ảnh mà lúc Minh Béo trở về Việt Nam là do ý của công ty và bà Mia luật sư của Minh Béo.
muốn chứng minh cho mọi người biết rằng Minh Béo đã trở về và không bị trục xuất, không bị cấm qua Mỹ, không bị ký vào danh sách tội phạm suốt đời tại Mỹ và không bị cấm đoán gì cả. Đôi lúc có thể là hiểu lầm Minh Béo. Còn những cái phát ngôn sau này từ Facebook là toàn qua Facebook giả cả, Minh Béo không hề biết gì cả. Thưa quý vị, bà Mỹ A không cho Minh Béo làm một cái clip xin lỗi khán giả, bởi vì bà nói rằng mình không có tội, khi nào có tội mới nhận lỗi. Mình làm xin lỗi có nghĩa là mình đã nhận tội. Bà và Minh đã từng mâu thuẫn với nhau khi Minh Béo nhận 9 tháng đi về, bởi vì theo đúng luật pháp Mỹ, nếu như mình có tội, họ không cho mình thương lượng được 9 tháng mà dứt khoát phải từ 5 năm trở lên. Minh Béo là vì thương quý vị, vì yêu đất nước Việt Nam, thương gia đình, thương sân khấu, Minh Béo đã nhận hết và trở về. Rồi ngày hôm nay, Minh Béo đã mạo phép bà xin làm cái clip này để nói lên những lời chân thành nhất gửi đến quý vị. Mong rằng quý vị có hiểu được trái tim này. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Minh Béo xin kính lời xin lỗi quý vị khán giả. Trong thời gian qua đã mất rất nhiều thời gian quan tâm, lo lắng đến vụ án của Minh Béo. Minh biết quý vị thương Minh, lo lắng cho Minh, quan tâm đến Minh. Và Minh có vị trí như ngày hôm nay cũng là do sự tin yêu của thương của quý vị trong thời gian qua rất nhiều. Chính vì vậy khi xảy ra chuyện, chắc chắn là quý vị sẽ bị tổn thương rất nhiều vì lo lắng cho Minh. Kính thưa quý vị, trong thời gian ở trong tù, được mẹ và anh trai cho Minh Béo đọc kinh. Mỗi ngày Minh Béo trì chú Đại Bi, lệ mẹ Quán Thế Âm, niệm Phật A Di Đà, lại cha Diệp của đạo Công giáo. Minh Béo sẽ ngộ ra một điều: đời là bể khổ, là tham sân si, và Phật pháp rất là nhiệm màu. Minh Béo đã không còn oán hận ai cả, dù biết người hại mình, nhưng bây giờ những luôn luôn xem họ là những vị Bồ Tát đang thử thách mình, thử thách cuộc đời của mình. Thưa quý vị, đã có từng người nói với Minh Béo rằng nếu bỏ hai chữ từ thiện thì sẽ không còn hại sân khấu sao Minh Béo dẹp đi nữa. Nhưng mà xung quanh Minh Béo còn nhiều người khổ quá, nhiều cụ già neo đơn, những trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ, nghèo khổ, bệnh tật, tàn tật, những người nông dân chân lấm tay bụt. Nhìn những người đó Minh Béo cảm thấy xót xa và cảm thấy mình hơn họ nhiều lắm. Chính vì vậy, dù bị đẩy đến đường cùng, nhưng Minh Béo vẫn quyết tâm giữ được sân khấu sao Minh Béo, vì đây là sân khấu vừa từ thiện. Dù cho cuộc đời sau này có khốn khổ như thế nào, nhưng đối với Minh Béo, làm từ thiện bằng cái tâm. Dân lời dạy của sư phụ Thích Hiền Trân, chùa An Phú, quận 8: mọi vạn vật trên thế gian này đều tạm bợ, không có tuồng hát nào mà không có đến hồi kết thúc, không có sự sống nào mà không có sự chia ly. Nếu quá sợ khi chia ly sẽ đôi hàng lệ nhỏ, thì buổi tao phùng đừng có nụ cười tươi. Đời là thế, đời là bể khổ, là tham sân si. Dân lời thầy, con xin được chịu trả nghiệp của mình đã dai kiếp trước. Và bây giờ khi đọc kinh niệm Phật, Minh Béo đã ngộ ra một điều: chỉ nhìn được thấy lỗi mình thôi, không còn nhìn lỗi được ai cả. Như vậy thanh tâm của mình sẽ an nhàn, an dương, tự tại nhiều hơn. Nhân đây, Minh Béo xin chân thành cảm ơn mẹ, anh chị hai, anh chị ba,
với Phụ, với Phúc và bà con thân bằng quyến thuộc và những người trong gia quyến đã vì Minh mà bị liên lụy bởi những lời nặng nề chỉ trích. À, xin cảm ơn chân thành nhất đến chị Thủy, chị Thi, anh Khánh, anh Sarah ở Mỹ đã giới thiệu bà luật sư Mia giúp cho Minh mau chóng được trở về Việt Nam. Và những vị khán giả thân thương gần nhất đã xếp hàng một ngày 3-4 tiếng từ 4-5 giờ sáng để vô thăm Minh, gửi thư, gửi tiền, gửi kinh Phật, gửi hình cha gì, thì lo lắng về mạng sống của mình. Nhưng đêm chân thành thật cảm ơn và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý vị truyền thông, các đài truyền hình trong và ngoài nước, nhất là mạng Facebook đã đưa thông tin của mình đến từng nhà, từng người. Có lẽ ít có nghệ sĩ nào được yêu thương đến như vậy. Giờ hôm nay được trở về Việt Nam, Minh mừng quá. Có lẽ những hành động, những lời nói của Minh Béo giờ đây có thể là muộn màng. Nhưng quý vị ơi, nếu như quý vị đặt vào hoàn cảnh của Minh, quý vị sẽ hiểu và thông cảm hơn. Một con người bị dồn đến đường cùng, khổ lắm. Mình hy vọng rằng quý vị hãy thương yêu Minh Béo trong thời gian qua, đặt tình cảm nhiều ở Minh Béo, thì ngày hôm nay cho Minh Béo gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất. Béo hiểu khi quý vị đặt niềm tin vào ai đó, khi bị tổn thương chắc chắn sẽ rất là bị sốc, rất là đau khổ, rất là tức giận. Những thời gian qua, những lời an ủi động viên hay những lời chửi rủa trách mắng, Minh Béo vẫn cảm ơn tất cả. Con sẽ chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đã giúp cho Minh Béo hoàn thiện hơn, hiểu được bài học tình đời, tình người nhiều hơn. Và Minh Béo vẫn xin tiếp tục cống hiến cho sân khấu hãng phim Sao Minh Béo, để sân khấu phát triển đi theo hướng mà từ đầu đã đưa ra, đó là sân khấu vì từ thiện, điện ảnh vì cộng đồng. Có lẽ một thời gian nữa Minh Béo mới trở lại với công việc của mình, nhưng mà cũng chưa biết trước được điều gì. Mình mới nghĩ là không biết là quý vị có còn giang tay rộng mở đón Minh Béo trở lại với con đường nghệ thuật hay không. Minh Béo cũng không biết là lên sân khấu sẽ có còn mang được tiếng cười đến cho quý vị hay không. Thưa quý vị, những gì mà Minh Béo phát ngôn là từ tận trái lòng của mình, còn những gì mà trên Facebook nói hay có những tờ báo đưa không đúng sự thật thì Minh Béo xin lỗi. Minh Béo không biết, không hay, không làm. Mong rằng quý vị sẽ hiểu được Minh Béo nhiều hơn. Kính thưa quý vị, trong thời gian tới Minh Béo sẽ tiếp tục chăm lo cho hãng phim sân khấu Sao Minh Béo với những chương trình sân khấu Phật giáo như là Pháp Tâm Dân Tộc, những chương trình cho nhà thờ, những chương trình từ thiện, chương trình cho thiếu nhi, mỗi buổi sáng phục vụ cho tất cả các em, và các chương trình của hãng phim sân khấu. Xin quý vị hãy cho Minh Béo tiếp tục trải nghiệm mình đã giao ra kiếp trước. Quý vị thương Minh Béo, thương sân khấu, thương anh em chị diễn viên, vì họ đã còn trụ lại đến giờ phút này là vì sân khấu Minh Béo. Minh Béo xin chân thành cảm ơn các anh chị diễn viên nhiều lắm.
và mong rằng các anh chị sư phụ tiếp tục hợp tác. Thưa quý vị, sắp tới nếu có nơi nào có những hoàn cảnh khó khăn, những mái ấm nhà mở, những chùa, những nhà thờ cần sự trợ giúp từ sân khấu hãng phim Sao Minh Béo, cứ liên lạc trực tiếp với Minh Béo hay các mạnh thượng quân có tấm lòng hậu tâm, đồng lòng cùng với Minh, xin hãy liên lạc trực tiếp với Minh để chúng ta cùng nhau san sẻ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Thưa quý vị, trong thời gian qua, coi như Minh Béo đã trải nghiệm được kiếp trước mình đã dai, và xin quý vị một điều, quý vị hãy cho gia đình của Minh Béo một cuộc sống yên lành như bao gia đình khác. Xin quý vị giúp cho Minh Béo chia sẻ clip này đến người người nhà nhà ở khắp nơi trên toàn thế giới để mọi người hiểu được nỗi lòng của Minh Béo. Cho đi là sẽ được nhận. Mong rằng quý vị khán giả vẫn còn tiếp tục thương yêu hãng phim sân khấu Sao Minh Béo nhiều, và cho Minh Béo cơ hội được gặp lại quý vị và cống hiến cho quý vị những tác phẩm hay hơn, góp nhặt tiếng cười cho đời. Chúc quý vị, nhà nhà, người người, mọi gia đình được an khang, thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Minh Béo xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị, là đồng nghiệp, là người thân, là bạn bè, là những vị truyền thông, là đặc biệt quý vị khán giả thân thương tri ân của Minh Béo đã thương yêu Minh Béo, tin tưởng Minh Béo trong suốt thời gian qua. Từ khi trở về Việt Nam, Minh Béo mừng quá, cho nên không biết làm gì, suy nghĩ điều gì, nhất là tinh thần cũng chưa được ổn định lắm, thường xuyên phải uống thuốc thần kinh bởi vì sức khỏe bị thuốc là kém, và Minh Béo phải nương nhờ cửa Phật ở trên tận núi xa. Những gì bên ngoài Minh Béo đều không biết cả. Những hình ảnh mà lúc Minh Béo trở về Việt Nam là do ý của công ty và bà Mia, luật sư của Minh Béo, muốn chứng minh cho mọi người biết rằng Minh Béo đã trở về và không bị trục xuất, không bị cấm qua Mỹ, không bị ký vào danh sách tội phạm suốt đời tại Mỹ, và không bị cấm đoán gì cả. Đôi lúc có thể là hiểu lầm Minh Béo. Còn những cái phát ngôn sau này từ Facebook là toàn qua Facebook giả cả, Minh Béo không hề biết gì cả. Thưa quý vị, bà Mỹ A không cho Minh Béo làm một cái clip xin lỗi khán giả, bởi vì bà nói rằng mình không có tội, khi nào có tội mới nhận lỗi. Mình làm xin lỗi có nghĩa là mình đã nhận tội. Bà và Minh đã từng mâu thuẫn với nhau khi Minh Béo nhận 9 tháng đi về, bởi vì theo đúng luật pháp Mỹ, nếu như mình có tội, họ không cho mình thương lượng được 9 tháng mà dứt khoát phải từ 5 năm trở lên. Minh Béo là vì thương quý vị, vì yêu đất nước Việt Nam, thương gia đình, thương sân khấu, Minh Béo đã nhận hết và trở về. Rồi ngày hôm nay, Minh Béo đã mạo phép bà xin làm cái clip này để nói lên những lời chân thành nhất gửi đến quý vị. Mong rằng quý vị sẽ hiểu được trái tim này. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay
Minh Béo xin kính lời xin lỗi quý vị khán giả. Trong thời gian qua đã mất rất nhiều thời gian quan tâm, lo lắng đến vụ án của Minh Béo. Minh biết quý vị thương Minh, lo lắng cho Minh, quan tâm đến Minh. Và Minh có vị trí như ngày hôm nay cũng là do sự tin yêu của quý vị trong thời gian qua rất nhiều. Chính vì vậy khi xảy ra chuyện, chắc chắn là quý vị sẽ bị tổn thương rất nhiều vì lo lắng cho Minh. Kính thưa quý vị, trong thời gian ở trong tù, được mẹ và anh trai cho Minh Béo đọc kinh. Mỗi ngày Minh Béo trì chú Đại Bi, lệ mẹ Quán Thế Âm, niệm Phật A Di Đà, lại cha dịp của đạo Công giáo. Minh Béo sẽ ngộ ra một điều: đời là bể khổ, là tham sân si, và Phật pháp rất là nhiệm màu. Minh Béo đã không còn oán hận ai cả, dù biết người hại mình, nhưng bây giờ vẫn luôn luôn xem họ là những vị Bồ Tát đang thử thách mình, thử thách cuộc đời của mình. Thưa quý vị, đã có từng người nói với Minh Béo rằng nếu bỏ hai chữ từ thiện thì sẽ không còn hại sân khấu sao Minh Béo dẹp đi nữa. Nhưng mà xung quanh Minh Béo còn nhiều người khổ quá, nhiều cụ già neo đơn, những trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ, nghèo khổ, bệnh tật, tàn tật, những người nông dân chân lắm tay bụt. Nhìn những người đó Minh Béo cảm thấy xót xa và cảm thấy mình hơn họ nhiều lắm. Chính vì vậy, dù bị đẩy đến đường cùng, nhưng Minh Béo vẫn quyết tâm giữ được sân khấu sao Minh Béo, vì đây là sân khấu vừa từ thiện. Dù cho cuộc đời sau này có khốn khổ như thế nào, nhưng đối với Minh Béo, làm từ thiện bằng cái tâm, vâng lời dạy của sư phụ Thích Hiền Trân, chùa An Phú, quận 8. Mọi vạn vật trên thế gian này đều tạm bợ, không có tuồng hát nào mà không có đến hồi kết thúc, không có sự sống nào mà không có sự chia ly. Nếu quá sợ khi chia ly sẽ đôi hàng lệ nhỏ, thì buổi tao phùng đừng có nụ cười tươi. Đời là thế, đời là bể khổ, là tham sân si. Vâng lời thầy, con xin được chịu trả nghiệp của mình đã dai kiếp trước. Và bây giờ khi đọc kinh niệm Phật, Minh Béo đã ngộ ra một điều: chỉ nhìn được thấy lỗi mình thôi, không còn nhìn lỗi được ai cả. Như vậy thanh tâm của mình sẽ an nhàn, an dương, tự tại nhiều hơn. Nhân đây, Minh Béo xin chân thành cảm ơn mẹ, anh chị hai, anh chị ba, bé Phụng, bé Phúc và bà con thân bằng quý thuộc, và những người trong gia quyến đã vì Minh mà bị liên lụy bởi những lời nặng nề chỉ trích. Và xin cảm ơn chân thành nhất đến chị Thủy, chị Thi, anh Khánh, anh Sarah ở Mỹ đã giới thiệu bà luật sư Mia giúp cho Minh mau chóng trở về Việt Nam. Và những vị khán giả thân thương gần nhất đã xếp hàng một ngày 3-4 tiếng từ 4-5 giờ sáng để vô thăm Minh, gửi thư, gửi tiền, gửi kinh Phật, gửi hình cha gì, tôi lo lắng về mạng sống của mình. Nhưng đây một chân thành thật cảm ơn, và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý vị truyền thông, các đài truyền hình trong và ngoài nước, nhất là mạng Facebook, đã đưa thông tin của mình đến từng nhà từng người. Có lẽ ít có nghệ sĩ nào được yêu thương đến như vậy. Ngày hôm nay được trở về Việt Nam,
Minh mừng quá. Có lẽ những hành động, những lời nói của Minh Béo giờ đây có thể là muộn màng. Nhưng quý vị ơi, nếu như quý vị đặt vào hoàn cảnh của Minh, quý vị sẽ hiểu và thông cảm hơn. Một con người bị dồn đến đường cùng, khổ lắm. Mình hy vọng rằng quý vị thì thương yêu Minh Béo trong thời gian qua, đặt tình cảm nhiều ở Minh Béo, thì ngày hôm nay cho Minh Béo gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất. Nếu hiểu khi quý vị đặt niềm tin vào ai đó, khi bị tổn thương chắc chắn sẽ rất là bị sốc, rất là đau khổ, rất là tức giận. Những thời gian qua, những lời an ủi động viên hay những lời chửi rủa trách mắng, Minh Béo vẫn cảm ơn tất cả. Tôi sẽ chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đã giúp cho Minh Béo hoàn thiện hơn, hiểu được bài học tình đời tình người nhiều hơn. Và Minh Béo vẫn xin tiếp tục cống hiến cho sân khấu hãng phim Sao Minh Béo, để sân khấu phát triển đi theo hướng mà từ đầu đã đưa ra, đó là sân khấu vì từ thiện, điện ảnh vì cộng đồng. Có lẽ một thời gian nữa Minh Béo mới trở lại với công việc của mình, nhưng mà cũng chưa biết trước được điều gì. Minh Béo nghĩ rằng không biết là quý vị có còn giang tay rộng mở đón Minh Béo trở lại với con đường nghệ thuật hay không. Chưa ổn định, Minh Béo cũng không biết là lên sân khấu sẽ có còn mang được tiếng cười đến cho quý vị hay không. Thưa quý vị, những gì mà Minh Béo phát ngôn là từ tận trái lòng của mình, còn những gì mà trên Facebook nói hay có những tờ báo đưa không đúng sự thật thì Minh Béo xin lỗi. Minh Béo không biết, không hay, không làm. Mong rằng quý vị sẽ hiểu được Minh Béo nhiều hơn. Kính thưa quý vị, trong thời gian tới Minh Béo sẽ tiếp tục chăm lo cho hãng phim sân khấu Sao Minh Béo với những chương trình sân khấu Phật giáo như là Pháp Tâm Dân Tộc, những chương trình cho nhà thờ, những chương trình từ thiện, chương trình cho thiếu nhi, mỗi buổi sáng phục vụ cho tất cả các em, và các chương trình của hãng phim sân khấu. Xin quý vị hãy cho Minh Béo tiếp tục trải nghiệm mình đã giai ra tiếp trước. Quý vị thương Minh Béo, thương sân khấu, thương anh em chị diễn viên, vì họ đã còn trụ lại đến giờ phút này là vì sân khấu Béo. Minh Béo xin chân thành cảm ơn các anh chị diễn viên nhiều lắm, và mong rằng các anh chị sẽ còn tiếp tục hợp tác. Thưa quý vị, sắp tới nếu có nơi nào có những hoàn cảnh khó khăn, những máy ấm nhà mở, những chùa, những nhà thờ cần sự trợ giúp từ sân khấu hãng phim Sao Minh Béo, cứ liên lạc trực tiếp với Minh Béo hay các mạnh thường quân có tấm lòng hậu tâm, đồng lòng cùng với Minh, xin hãy liên lạc trực tiếp với Minh để chúng ta cùng nhau san sẻ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Thưa quý vị, trong thời gian qua coi như Minh Béo đã trải nghiệm được kiếp trước mình đã dai, và xin quý vị một điều, quý vị hãy cho gia đình của Minh Béo một cuộc sống yên lành như bao gia đình khác. Xin quý vị giúp cho Minh Béo chia sẻ clip này đến người người nhà nhà ở khắp nơi trên toàn thế giới, để mọi người hiểu được nỗi lòng của Minh Béo. Cho đi là sẽ được nhận. Mong rằng quý vị khán giả vẫn còn tiếp tục thương yêu hãng phim sân khấu Sao Minh Béo nhiều, và cho Minh Béo cơ hội được gặp lại quý vị và cống hiến cho quý vị những tác phẩm hay hơn, góp nhặt tiếng cười cho đời. Chúc quý vị nhà nhà người người
mọi gia đình được an khang, thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Minh Béo xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị, là đồng nghiệp, là người thân, là bạn bè, là những vị truyền thông, là đặc biệt quý vị khán giả thân thương tri ân của Minh Béo, đã thương yêu Minh Béo, tin tưởng Minh Béo trong suốt thời gian qua. Từ khi trở về Việt Nam, Minh Béo mừng quá, cho nên không biết làm gì, suy nghĩ điều gì. Nhất là tinh thần cũng chưa được ổn định lắm, thường xuyên phải uống thuốc thần kinh, bởi vì sức khỏe bị thuốc là kém. Và Minh Béo phải nương nhờ cửa Phật ở trên tận núi xa. Những gì bên ngoài Minh Béo đều không biết cả. Những hình ảnh mà lúc Minh Béo trở về Việt Nam là do ý của công ty và bà Mia luật sư của Minh Béo, muốn chứng minh cho mọi người biết rằng Minh Béo đã trở về và không bị trục xuất, không bị cấm qua Mỹ, không bị ký vào danh sách tội phạm suốt đời tại Mỹ và không bị cấm đoán gì cả. Đôi lúc có thể là hiểu lầm Minh Béo. Còn những cái phát ngôn sau này từ Facebook là toàn qua số tác giả cả, Minh Béo không hề biết gì cả. Thưa quý vị, bà Mỹ A không cho Minh Béo làm một cái clip xin lỗi khán giả, bởi vì bà nói rằng mình không có tội, khi nào có tội mới nhận lỗi. Mình làm xin lỗi có nghĩa là mình đã nhận tội. Bà và Minh đã từng mâu thuẫn với nhau khi Minh Béo nhận 9 tháng đi về. Bởi vì theo đúng luật pháp Mỹ, nếu như mình có tội, họ không cho mình thương lượng được 9 tháng, mà dứt khoát phải từ 5 năm trở lên. Minh Béo là vì thương quý vị, vì yêu đất nước Việt Nam, thương gia đình, thương sân khấu, Minh Béo đã nhận hết và trở về. Rồi ngày hôm nay, Minh Béo đã mạo phép bà xin lập cái clip này để nói lên những lời chân thành nhất gửi đến quý vị. Mong rằng quý vị có hiểu được trái tim này. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Minh Béo xin kính lời xin lỗi quý vị khán giả. Trong thời gian qua đã mất rất nhiều thời gian quan tâm, lo lắng đến vụ án của Minh Béo. Minh biết quý vị thương Minh, lo lắng cho Minh, quan tâm đến Minh. Và Minh có vị trí như ngày hôm nay cũng là do sự tin yêu của thương của quý vị trong thời gian qua rất nhiều. Và Minh có vị trí như ngày hôm nay khi xảy ra chuyện cũng là do sự tin yêu quý vị sẽ bị tổn thương rất nhiều vì lo lắng cho Minh. Kính thưa quý vị, trong thời gian ở trong tù, được mẹ và anh trai cho Minh Béo đọc kinh. Mỗi ngày Minh Béo trì chú Đại Bi, lạy mẹ Quán Thế Âm, niệm Phật A Di Đà, lạy cha Diệp của đạo Công giáo. Minh Béo đã ngộ ra một điều: đời là bể khổ, là tham sân si, và Phật pháp rất là nhiệm màu. Minh Béo đã không còn oán hận ai cả, dù biết người hại mình, nhưng bây giờ vẫn luôn luôn xem họ là những vị Bồ Tát đang thử thách mình, thử thách cuộc đời của mình. Thưa quý vị, đã có từng người nói với Minh Béo rằng
Nếu bỏ hai chữ từ thiện thì sẽ không còn hại sân khấu Sa Minh Béo dẹp đi nữa. Nhưng mà xung quanh Minh Béo còn nhiều người khổ quá, nhiều cụ già neo đơn, những trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ, nghèo khổ, bệnh tật, tàn tật, những người nông dân chân lấm tay bụt. Nhìn những người đó Minh Béo cảm thấy xót xa và cảm thấy mình hơn họ nhiều lắm. Chính vì vậy, dù bị đẩy đến đường cùng, nhưng Minh Béo vẫn quyết tâm giữ được sân khấu Sa Minh Béo, vì đây là sân khấu vừa từ thiện. Dù cho cuộc đời sau này có khốn khổ như thế nào, nhưng đối với Minh Béo, làm từ thiện bằng cái tâm. Dân lời dạy của sư phụ Thích Hiền Trân, chùa An Phú, quận 8. Mọi dạng vật trên thế gian này đều tạm bợ, không có tuồng hát nào mà không có đến hồi kết thúc, không có sự sống nào mà không có sự chia ly. Nếu quá sợ khi chia ly sẽ đôi hàng lệ nhỏ, thì buổi tao phùng đừng có nụ cười tươi. Đời là thế, đời là bể khổ, là tham sân si. Dân lời thầy, con xin được chịu trả nghiệp của mình đã dai kiếp trước. Và bây giờ khi đọc kinh niệm Phật, Minh Béo đã ngộ ra một điều: chỉ nhìn được thấy lỗi mình thôi, không còn nhìn lỗi được ai cả. Như vậy thanh tâm của mình sẽ an nhàn, an dương, tự tại nhiều hơn. Nhân đây, Minh Béo xin chân thành cảm ơn mẹ, anh chị hai, anh chị ba, bé Phụng, bé Phúc và bà con thân bằng quý phụ và những người trong gia quyến đã vì Minh mà bị liên lụy bởi những lời nặng nề chỉ trích. Xin cảm ơn chân thành nhất đến chị Thủy, chị Thi, anh Khánh, anh Sarah ở Mỹ đã giới thiệu bà luật sư Mia giúp cho Minh mau chóng được trở về Việt Nam, và những vị khán giả thân thương gần nhất đã xếp hàng một ngày 3-4 tiếng từ 4-5 giờ sáng để vô thăm Minh, gửi thư, gửi tiền, gửi kinh Phật, gửi hình cha gì thì lo lắng về mạng sống của mình. Nhưng đây em xin chân thành cảm ơn và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý vị truyền thông, các đài truyền hình trong và ngoài nước, nhất là mạng Facebook đã đưa thông tin của mình đến từng nhà từng người. Có lẽ ít có nghệ sĩ nào được yêu thương đến như vậy. Ngày hôm nay được trở về Việt Nam, Minh mừng quá. Có lẽ những hành động, những lời nói của Minh Béo giờ đây có thể là muộn màng, nhưng quý vị ơi, nếu như quý vị đặt vào hoàn cảnh của Minh, quý vị sẽ hiểu và thông cảm hơn. Một con người bị dồn đến đường cùng khổ lắm. Mình hy vọng rằng quý vị thương yêu Minh Béo trong thời gian qua, đặt tình cảm nhiều ở Minh Béo, thì ngày hôm nay cho Minh Béo gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất. Nếu hiểu khi quý vị đặt niềm tin vào ai đó, khi bị tổn thương chắc chắn sẽ rất là bị sốc, rất là đau khổ, rất là tức giận. Những thời gian qua, những lời an ủi động viên hay những lời chửi rủa trách mắng, Minh Béo vẫn cảm ơn tất cả. Con sẽ chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đã giúp cho Minh Béo hoàn thiện hơn, hiểu được bài học tình đời tình người nhiều hơn. Và Minh Béo vẫn xin tiếp tục cống hiến cho sân khấu hãng phim Sao Minh Béo để sân khấu phát triển
đi theo hướng mà từ đầu đã đưa ra, đó là sân khấu gì từ thiện, điện ảnh gì cộng đồng. Có lẽ một thời gian nữa mình bé mới trở lại với công việc của mình, nhưng mà cũng chưa biết trước được điều gì. Mình mới nghĩ rằng không biết là quý vị có còn giang tay rộng mở đón mình béo trở lại với con đường nghệ thuật hay không. Chưa ổn định, mình béo cũng không biết là lên sân khấu sẽ có còn mang được tiếng cười đến cho quý vị hay không. Thưa quý vị, những gì mà mình béo phát ngôn là từ tận trái lòng của mình, còn những gì mà trên Facebook nói hay có những tờ báo đưa không đúng sự thật thì mình nói xin lỗi. Mình béo không biết, không hay, không làm, không rằng quý vị sẽ hiểu được mình béo nhiều hơn. Kính thưa quý vị, trong thời gian tới mình béo sẽ tiếp tục chăm lo cho hãng phim sân khấu Sao Minh Béo với những chương trình sân khấu Phật giáo như là Pháp Tâm Dân Tộc, những chương trình cho nhà thờ, những chương trình từ thiện, chương trình cho thiếu nhi, mỗi buổi sáng phục vụ cho tất cả các em, và các chương trình của hãng phim sân khấu. Xin quý vị hãy cho Minh Béo tiếp tục trải nghiệm mình đã giai ra kiếp trước. Quý vị thương Minh Béo, thương sân khấu, thương anh em chị diễn viên, vì họ đã còn trụ lại đến giờ phút này là vì sân khấu Béo. Minh Béo xin chân thành cảm ơn các anh chị diễn viên nhiều lắm, và mong rằng các anh chị sẽ còn tiếp tục hợp tác. Thưa quý vị, sắp tới nếu có nơi nào có những hoàn cảnh khó khăn, những máy ấm nhà mở, những chùa, những nhà thờ cần sự trợ giúp từ sân khấu hãng phim Sao Minh Béo, cứ liên lạc trực tiếp với Minh Béo hay các mạnh thượng quân có tấm lòng hậu tâm, đồng lòng cùng với Minh, xin hãy liên lạc trực tiếp với Minh để chúng ta cùng nhau san sẻ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Thưa quý vị, trong thời gian qua coi như Minh Béo đã trải nghiệm được kiếp trước mình đã dai, và xin quý vị một điều, quý vị hãy cho gia đình của Minh Béo một cuộc sống yên lành như bao gia đình khác. Xin quý vị giúp cho Minh Béo chia sẻ clip này đến người người nhà nhà ở khắp nơi trên toàn thế giới, để mọi người hiểu được nỗi lòng của Minh Béo. Cho đi là sẽ được nhận. Mong quý vị khán giả vẫn còn tiếp tục thương yêu hãng phim sân khấu Sao Minh Béo nhiều, và cho Minh Béo cơ hội được gặp lại quý vị và cống hiến cho quý vị những tác phẩm hay hơn, góp nhặt tiếng cười cho đời. Chúc quý vị nhà nhà người người mọi gia đình được an khang, thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Minh Béo xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị, là đồng nghiệp, là người thân, là bạn bè, là những vị truyền thông, là đặc biệt quý vị khán giả thân thương tri ân của Minh Béo đã thương yêu Minh Béo, tin tưởng Minh Béo trong suốt thời gian qua. Từ khi trở về Việt Nam, Minh Béo mừng quá, cho nên
không biết làm gì, suy nghĩ điều gì. Nhất là tinh thần cũng chưa được ổn định lắm, thường xuyên phải uống thuốc thần kinh, bởi vì sức khỏe bị thuốc là kém. Và mình béo phải nương nhờ cửa Phật ở trên tận núi xa. Những gì bên ngoài mình béo được không biết cả. Những hình ảnh mà lúc mình béo trở về Việt Nam là do ý của công ty và bà Mia luật sư của mình béo, muốn chứng minh cho mọi người biết rằng mình béo đã trở về và không bị trục xuất, không bị cấm qua Mỹ, không bị ký vào danh sách tội phạm suốt đời tại Mỹ, và không bị cấm đoán gì cả. Đôi lúc có thể là hiểu lầm mình béo. Còn những cái phát ngôn sau này từ Facebook là toàn qua số bất giả cả, mình béo không hề biết gì cả. Thưa quý vị, bà Mỹ A không cho mình béo làm một cái clip xin lỗi khán giả, bởi vì bà nói rằng mình không có tội, khi nào có tội mới nhận lỗi. Mình làm xin lỗi có nghĩa là mình đã nhận tội. Bà và Minh đã từng mâu thuẫn với nhau khi Minh béo nhận 9 tháng đi về. Bởi vì theo đúng luật pháp Mỹ, nếu như mình có tội, họ không cho mình thương lượng được 9 tháng, mà dứt khoát phải từ 5 năm trở lên. Minh béo là vì thương quý vị, vì yêu đất nước Việt Nam, thương gia đình, thương sân khấu, Minh béo đã nhận hết và trở về. Rồi ngày hôm nay, Minh béo đã mạo phép bà xin làm cái clip này để nói lên những lời chân thành nhất gửi đến quý vị. Mong rằng quý vị sẽ hiểu được trái tim này. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Minh béo xin kính lời xin lỗi quý vị khán giả. Mong rằng quý vị sẽ hiểu thời gian qua đã mất rất nhiều thời gian quan tâm, lo lắng đến vụ án của Minh béo. Mình biết quý vị thương Minh, lo lắng cho Minh, quan tâm đến Minh. Và Minh có vị trí như ngày hôm nay cũng là do sự tin yêu của thương của quý vị trong thời gian qua rất nhiều. Chính vì vậy khi xảy ra chuyện, chắc chắn là quý vị sẽ bị tổn thương rất nhiều vì lo lắng cho Minh. Kính thưa quý vị, trong thời gian ở trong tù, được mẹ và anh trai cho Minh béo đọc kinh. Mỗi ngày Minh béo trì chú Đại Bi, lạy mẹ Quán Thế Âm, niệm Phật A Di Đà là gia diệp của đạo Công giáo. Minh béo đã ngộ ra một điều: đời là bể khổ, là tham sân si, và Phật pháp rất là nhiệm màu. Minh béo đã không còn oán hận ai cả, dù biết người hại mình. Nhưng bây giờ vẫn luôn luôn xem họ là những vị Bồ Tát đang thử thách mình, thử thách cuộc đời của mình. Thưa quý vị, đã có từng người nói với Minh béo rằng nếu bỏ hai chữ từ thiện thì sẽ không còn hại sân khấu sao Minh béo dẹp đi nữa. Nhưng mà xung quanh Minh béo còn nhiều người khổ quá, nhiều cụ già neo đơn, những trẻ em mồ côi lang thang cơ nhỡ, nghèo khổ, bệnh tật, tàn tật, những người nông dân chân lấm tay bụt. Nhìn những người đó Minh béo cảm thấy xót xa và cảm thấy mình hơn họ nhiều lắm. Chính vì vậy, dù bị đẩy đến đường cùng, nhưng Minh béo vẫn quyết tâm giữ được sân khấu sao Minh béo, vì đây là sân khấu dự từ thiện. Dù cho cuộc đời sau này khốn khổ như thế nào, nhưng đối với Minh béo, làm từ thiện bằng cái tâm. Dân lời dạy của sư phụ Thích Hiền Trân, chùa An Phú, quận 8: mọi vạn vật trên thế gian này đều tạm bợ, không có tuồng hát nào mà không có đến hồi kết thúc, không có sự sống nào mà không có sự chia ly. Nếu quá sợ khi chia ly sẽ đôi hàng lệ nhỏ, thì buổi tao phùng đừng có nụ cười tươi. Đời là thế, đời là bể khổ, là tham sân si. Dâng lời thầy, con xin được chịu trả nghiệp của mình đã dai kiếp trước.
Và bây giờ khi đọc kinh niệm Phật, Minh Béo đã ngộ ra một điều: chỉ nhìn được thấy lỗi mình thôi, không còn nhìn lỗi được ai cả. Như vậy thanh tâm của mình sẽ an nhàn, an dương, tự tại nhiều hơn. Nhân đây, Minh Béo xin chân thành cảm ơn mẹ, anh chị hai, anh chị ba, bé Phụng, bé Phúc và bà con thân bằng quý thuộc, và những người trong gia quyến đã vì Minh mà bị liên lụy bởi những lời nặng nề chỉ trích. Và xin cảm ơn chân thành nhất đến chị Thủy, chị Thi, anh Khánh, anh Sarah ở Mỹ đã giới thiệu bà luật sư Mia giúp cho Minh mau chóng được trở về Việt Nam. Và những vị khán giả thân thương gần nhất đã xếp hàng một ngày 3-4 tiếng, từ 4-5 giờ sáng để vô thăm Minh, gửi thương, gửi tiền, gửi kinh Phật, gửi hình cha gì, thì lo lắng về mạng sống của mình. Nhưng đây một chân thành thật cảm ơn, và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý vị truyền thông, các đài truyền hình trong và ngoài nước, nhất là mạng Facebook đã đưa thông tin của mình đến từng nhà từng người. Có lẽ ít có nghệ sĩ nào được yêu thương đến như vậy. Ngày hôm nay được trở về Việt Nam, Minh mừng quá. Có lẽ những hành động, những lời nói của Minh Béo giờ đây có thể là muộn màng, nhưng quý vị ơi, nếu như quý vị đặt vào hoàn cảnh của Minh, quý vị sẽ hiểu và thông cảm hơn. Một con người bị dồn đến đường cùng, khổ lắm. Mình hy vọng rằng quý vị thương yêu Minh Béo trong thời gian qua, đặt tình cảm nhiều ở Minh Béo, thì ngày hôm nay cho Minh Béo gửi đến lời xin lỗi chân thành nhất. Béo hiểu khi quý vị đặt niềm tin vào ai đó, khi bị tổn thương chắc chắn sẽ rất là bị sốc, rất là đau khổ, rất là tức giận. Những thời gian qua, những lời an ủi động viên hay những lời chửi rủa trách mắng, Minh Béo vẫn cảm ơn tất cả. Con sẽ chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đã giúp cho Minh Béo hoàn thiện hơn, hiểu được bài học tình đời tình người nhiều hơn. Và Minh Béo vẫn xin tiếp tục cống hiến cho sân khấu hãng phim Sao Minh Béo, để sân khấu phát triển đi theo hướng mà từ đầu đã đưa ra, đó là sân khấu vì từ thiện, điện ảnh vì cộng đồng. Có lẽ một thời gian nữa Minh Béo mới trở lại với công việc của mình, nhưng mà cũng chưa biết trước được điều gì. Minh Béo nghĩ rằng không biết là quý vị cũng còn giang tay rộng mở đón Minh Béo trở lại với con đường nghệ thuật hay không. Chưa ổn định, Minh Béo cũng không biết là lên sân khấu sẽ có còn mang được tiếng cười đến cho quý vị hay không. Thưa quý vị, những gì mà Minh Béo phát ngôn là từ tận trái lòng của mình, còn những gì mà trên Facebook nói hay có những tờ báo đưa không đúng sự thật thì Minh Béo xin lỗi. Minh Béo không biết, không hay, không làm. Mong rằng quý vị sẽ hiểu được Minh Béo nhiều hơn. Kính thưa quý vị, trong thời gian tới, Minh Béo sẽ tiếp tục chăm lo cho hãng phim sân khấu Sao Minh Béo với những chương trình sân khấu Phật giáo như là Pháp Tâm Dân Tộc, những chương trình cho nhà thờ, những chương trình từ thiện, chương trình cho thiếu nhi,
mỗi buổi sáng phục vụ cho tất cả các em và các chương trình của hãng phim sân khấu. Xin quý vị hãy cho Minh Béo tiếp tục trải nghiệm mình đã ra tiếp trước. Quý vị thương Minh Béo, thương sân khấu, thương anh em chị diễn viên, vì họ đã còn trụ lại đến giờ phút này là vì sân khấu Béo. Minh Béo xin chân thành cảm ơn các anh chị diễn viên nhiều lắm và mong rằng các anh chị sẽ còn tiếp tục hợp tác. Thưa quý vị, sắp tới nếu có nơi nào có những hoàn cảnh khó khăn, những mái ấm nhà mở, những chùa, những nhà thờ cần sự trợ giúp từ sân khấu hãng phim Sao Minh Béo, cứ liên lạc trực tiếp với Minh Béo hay các mạnh thường quân có tấm lòng hậu tâm đồng lòng cùng với Minh, xin hãy liên lạc trực tiếp với Minh để chúng ta cùng nhau san sẻ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Thưa quý vị, trong thời gian qua coi như Minh Béo đã trải nghiệm được kiếp trước mình đã dai, và xin quý vị một điều, quý vị hãy cho gia đình của Minh Béo một cuộc sống yên lành như bao gia đình khác. Xin quý vị giúp cho Minh Béo chia sẻ clip này đến người người nhà nhà ở khắp nơi trên toàn thế giới để mọi người hiểu được nỗi lòng của Minh Béo. Cho đi là sẽ được nhận. Mong rằng quý vị khán giả vẫn còn tiếp tục thương yêu hãng phim sân khấu Sao Minh Béo nhiều và cho Minh Béo cơ hội được gặp lại quý vị và cống hiến cho quý vị những tác phẩm hay hơn, góp nhặt tiếng cười cho đời. Chúc quý vị, nhà nhà, người người, mọi gia đình được an khang, thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.